Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tử Vi Trắng. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, để được hạnh phúc và sung sướng trong đời, nhất định chúng ta phải nỗ lực phấn đấu thì mới có. Đàn ông thì phấn đấu sao cho có nhiều tiền, có sức khỏe, còn phụ nữ thì nhất định phải xinh đẹp và có sự hiểu biết. Có người nói rằng, nếu một người phụ nữ biết cách làm cho mình có giá trị lên, thì cả đời họ sẽ chẳng phải cố gắng gì nữa. Trên thực tế, một người phụ nữ đều cố gắng phấn đấu theo nhiều cách khác nhau để có được hạnh phúc cho riêng mình. Tuy nhiên, có 5 thứ mà phụ nữ dù có nghèo đến đâu đi chăng nữa cũng nhất định phải có để cuộc sống của mình được trọn vẹn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 5 điều dưới đây. Đàn bà dù nghèo đến đâu cũng phải có 5 thứ này. Phụ nữ có 3 việc lớn trong đời, đó là học hỏi, kiếm tiền và xinh đẹp. Nhưng để có thể trọn vẹn hơn nữa, một người phụ nữ đừng quên 5 điều quan trọng dưới đây. Thứ nhất là một bộ trang điểm đủ đẹp, đủ tin cậy. Đời người phụ nữ có 3 thứ phải lựa chọn kỹ là đàn ông, lời nói và mỹ phẩm. Phụ nữ phải biết, mỹ phẩm là một loại vũ khí khiến mình xinh đẹp và nổi bật hơn trong mắt người khác. Nếu như bạn đẹp sẵn thì hãy trang điểm để đẹp đẽ hơn. Nếu như bạn chưa thể xinh đẹp thì nhất định cần phải học trang điểm. Đừng tiết kiệm, đừng tiếc tiền mà không sắm cho mình được một bộ trang điểm, mỹ phẩm đủ đẹp và đủ tin cậy. Bạn phải nhớ một điều rằng, việc đầu tư vào nhan sắc thì luôn luôn mang lại một cái lợi rất lớn cho bạn sau này. Phụ nữ, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, tuyệt đối đừng ra ngoài với một vẻ nhợt nhạt, không có sức sống. Một khi bước ra ngoài đường thì phải luôn xinh đẹp nhất có thể. Mình đẹp thì mình kiêu hãnh, mình đẹp thì chồng con mình được mát mày mát mặt. Hãy đừng bao giờ quên một điều rằng, đàn ông muôn đời yêu cái đẹp và phụ nữ phải đẹp thì mới có quà. Thứ hai là ít nhất phải có một chiếc váy thật lộng lẫy. Nếu như không có điều kiện thì chị em nhất định nên sắm cho mình ít nhất một chiếc váy lộng lẫy, sang chảnh để có thể diện lúc cần. Chẳng hạn như là đám cưới của bạn thân hay là đám cưới của cô em bên nhà chồng, vân vân. Những lúc đi cùng chồng và đặc biệt là những lúc trong công việc với chồng thì chị em lên lộng lẫy và xinh đẹp nhất. Chẳng có ông chồng nào không có tự hào khi có người vợ của mình đảm đang ở nhà, còn ra ngoài thì lại xinh đẹp, lộng lẫy. Đó là cách hành xử khôn ngoan mà phụ nữ nhất định phải để ý. Thứ ba là một cặp kính râm tốt. Phụ nữ hãy sắm cho mình một cặp kính râm thật tốt. Nó không chỉ giúp chống nắng, bảo vệ cho đôi mắt của bạn, mà nó còn khiến cho bạn trở nên sành điệu, sang chảnh dù bất kỳ nơi đâu. Đừng bao giờ tiếc tiền để mua một cái kính tốt, dù có hơi đắt tiền một chút. Thế nào chồng của bạn cũng sẽ trầm trồ khen ngợi vợ của mình khi biết phối đồ, phối hợp, phụ kiện trên người vừa bảo vệ được mắt, vừa trông bạn xinh đẹp hơn. Thứ tư là nước hoa. Hầu hết các ông chồng đều thấy chán ngấy vợ của mình và nảy sinh một ý định đi ngoại tình, bởi vì vợ của mình lúc nào cũng lôi thôi, hôi hám. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, mùi thức ăn, rồi mùi bụi bẩn, nước rửa chén, nước lau nhà, vân vân, đủ thứ loại nước trên người. Mấy thứ này mà quẹn vào nhau thì sẽ tạo ra một mùi rất kinh khủng. Và chồng của bạn sẽ mất hết đi cảm giác yêu thương và không muốn gần gũi vợ con nữa. Mình còn sợ bẩn, sợ hôi, cớ sao mình lại phải bắt chồng của mình chịu đựng những cái mùi như vậy nếu như ở gần. Vậy nên, phụ nữ hãy chọn cho mình một mùi nước hoa yêu thích nhất để cơ thể của mình luôn thơm tho, mang lại sự tự tin trong giao tiếp, nhất là với chồng mình, dù cả hai đã là người một nhà. Nếu như bạn không thích nước hoa, thì bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm để cho toàn thân có một mùi thơm dịu nhẹ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ một điều rằng, dù bạn lựa chọn mùi hương nào đi chăng nữa, cũng hãy nhớ để ý tới liều lượng khi dùng. Không nên xịt nước hoa quá nhiều, dễ gây ra cảm giác khó chịu đối với người đối diện. Khi xịt nước hoa, hãy xịt nhiều hơn ở những vùng như là cổ tay, khuỷu tay hay là vùng cổ để mùi hương có thể giữ được lâu hơn. Hoặc đơn giản, bạn có thể xịt nước hoa vào lược chải tóc, sau đó chải lên đầu mình sẽ giúp bạn có một mùi hương ngọt ngào ở trên mái tóc. Thứ năm là một bộ đồ lót đẹp. Phụ nữ ạ, đừng bao giờ chăm chút về bề ngoài mà bạn quên đi những vẻ đẹp đến từ bên trong. Khi bạn mặc bộ đồ lót cũ kỹ, lạc hậu, bạc màu, thậm chí tôi để ý,
có một số người còn mặc cả cái đồ lót rách hoặc là thậm chí bật chỉ tứ tung, thì chính cả bạn cũng sẽ tự ti và chồng của bạn cũng sẽ chán. Một bộ đồ lót đẹp chỉ có giá mấy chục nghìn, hãy đặt mua đa dạng mỗi loại một tí. Vài cái ren, vài cái lọt khe, vài cái hổ, báo hay là hình ngựa vằn, vân vân. Đảm bảo chồng của bạn sẽ bất ngờ vì ngạc nhiên, vì cảm giác rằng lúc nào cũng có vợ tươi mới. Đấy mới là một người vợ bản lĩnh. Phụ nữ khi có tất cả những thứ trên sẽ trở thành một người phụ nữ biết chăm chút bản thân trong mắt của người khác. Khi bạn biết yêu thương bản thân thì người khác cũng sẽ trân trọng bạn hơn. Phụ nữ nếu muốn hạnh phúc thì nhất định cần phải khiến mình xinh đẹp nhất có thể. Hãy nhớ lấy bạn nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sự chung thủy trong hôn nhân là nền tảng xây dựng ra một gia đình hạnh phúc. Một tình cảm bền chặt sẽ đến trọn đời với đàn ông. Tuy nhiên, để chung thủy trong đời sống hôn nhân là điều không hề dễ. Để chồng luôn chung thủy với mình mà không cần kiểm soát, theo dõi suốt ngày, chị em hãy nhớ kỹ 5 điều dưới đây. Phụ nữ làm được 5 điều trong số những điều này, chồng sẽ chung thủy cả đời, không bao giờ bổ bịch. Thứ nhất, nói những lời tích cực với chồng. Một lời khen chân thành hay những điều tốt đẹp về công việc, đóng góp của chồng mình trong gia đình sẽ thể hiện được sự tôn trọng của bạn và sẽ khiến cho anh ấy cảm giác mình được yêu. Bằng cách nói những lời tích cực trong gia đình, kiểu như khen ngợi chồng, động viên chồng mỗi khi anh mệt mỏi hoặc là áp lực trong công việc, vân vân, sẽ khiến cho người đàn ông muốn cố gắng hơn nữa để có thể giữ được hình ảnh đẹp trong mắt vợ mình. Thứ hai là phụ nữ tự lập. Một người phụ nữ sẽ được đàn ông đánh giá rất cao nếu như có thể tự lập chăm sóc bản thân mình, chứ không phải lúc nào cũng nhận được sự trợ giúp của cha mẹ và gia đình. Dấu hiệu của một người phụ nữ tự lập chính là có thể tự mình kiếm tiền, thậm chí là có thể kiếm rất nhiều tiền. Mức thu nhập của một người phụ nữ phản ánh ra bản lĩnh, sự khôn ngoan và thái độ sống của người phụ nữ đó. Phụ nữ tự kiếm được tiền, họ có cuộc sống mà họ mong muốn, họ mặc chiếc váy mà họ thích, họ nói những điều mà họ nghĩ, họ là nữ hoàng ở vương quốc riêng của chính mình. Phụ nữ tự kiếm tiền được, không ai có thể bắt lạt được. Đàn ông xung quanh không ai dám khinh bỉ. Có chồng, có gia đình nhà chồng, không ai dám nặng nhẹ. Thứ ba là biết chăm chút cho ngoại hình. Bạn không cần phải quá xinh đẹp, bởi vì đàn ông không thích vợ của mình xinh đẹp, rực rỡ, nổi bật quá. Vì đàn ông họ sợ bị mất vợ ấy mà. Tuy nhiên thì nam giới thì lại yêu bằng mắt. Chính vì thế mà đàn ông không muốn lấy vợ xấu xí, lôi thôi, lếch thếch hoặc là không biết cách ăn mặc. Lấy một người vợ như thế thì đàn ông không bao giờ dám dẫn đi gặp gỡ bạn bè hay là đối tác làm ăn. Chính vì vậy, tiêu chuẩn đầu tiên của một người phụ nữ hạnh phúc chính là phải biết cách làm đẹp cho chính mình. Thứ tư là hãy biết khen ngợi. Được người mình yêu đánh giá cao và tin tưởng là điều mà mọi nam giới đều mong muốn. Chính vì vậy, hãy cho đàn ông cái niềm vui đó. Còn nếu như bạn không khen ngợi đàn ông thì cũng không sao. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, những gì mà bạn thích mà bạn không khen ngợi thì cũng có nhiều người thích cái điều đấy ấy. Sẽ có nhiều người phụ nữ thấy được những ưu điểm này và khen ngợi họ. Khi đó thì bạn rất dễ mất người đàn ông của chính đời mình. Thứ năm là nữ tính. Đàn ông, họ muốn lấy một người vợ để chăm sóc cho tổ ấm, chứ không phải lấy một người đàn ông trong thân xác của đàn bà để có thể làm bạn với anh ta. Chính vì vậy, những cô nàng hậu động hay làm hỏng mọi việc, tính cách như là con trai, không phải là sự lựa chọn của những người đàn ông. Anh ấy muốn cho bạn phải đặt nữ tính trong cách cư xử, biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa, biết cắm hoa và dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Đơn giản bởi vì chàng đã ra ngoài kiếm tiền thì cần có một hậu phương vững chãi, nơi có một tổ ấm để bạn có thể yên tâm, tập trung trong công việc. Thứ sáu là không phàn nàn. Người phụ nữ thông minh sẽ không kêu ca, phàn nàn chồng mình về những thứ vặt vãnh. Họ biết cách kiểm soát giọng nói và cách nói của chính mình. Hãy lựa chọn thời điểm để đưa các vấn đề mà mình không hài lòng ra để nói. Điều quan trọng là cốt để làm sao để dẫn nhận được sự đón nhận thiện chí từ những người đàn ông. Thứ bảy là trung thực. Một cô gái sống trung thực, sống chân thành, không bao giờ giả tạo sẽ là một điểm cộng rất lớn trong mắt của đàn ông khi người đấy chọn người yêu hay là lấy làm vợ. Bạn hãy tập trở thành một người phụ nữ hoàn hảo
ngay từ trong suy nghĩ và hành động của mình, chứ không phải là một người phụ nữ chỉ đẹp ở ngoại hình thôi bạn nhé. Thứ 8 là biết hiếu thảo với nhà chồng. Đây là một điều không thể thiếu đối với một người vợ, vì anh ta thường nói đi lấy chồng là đi làm dâu. Đàn ông thì không bao giờ chấp nhận lấy vợ của mình có ý định mà coi thường nhà chồng, không hiếu thảo với bố mẹ chồng. Rất nhiều người đàn ông buộc phải chọn giữa vợ và bố mẹ thì hầu hết họ đã chọn bố mẹ của anh ta và sau đó là đi lấy vợ khác. Chính vì vậy, hãy học cách yêu quý bố mẹ chồng mình, dù bạn có không ưa họ đi chăng nữa. Thứ 9 là hãy mỉm cười. Nụ cười của bạn không chỉ giúp thay đổi thái độ của bản thân, mà còn làm thay đổi tâm trạng của những người xung quanh nữa. Nụ cười có sức mạnh giải quyết nhiều vấn đề và khiến chồng của bạn thấy một ngày nhẹ nhõm hơn rất nhiều.